các bạn. Tình hình là hôm nay mình sẽ quyết định là độ thêm cái này nữa cho cái xe mình nó hầm hố các bạn. Nói chung là cái cây này là nếu mà bạn nào mà theo dõi kênh mình từ lúc mà gần 1 năm trước, bạn đó sẽ biết cái này nha. Nói chung là biết chiếc ngàn, vết ngàn là biết cái chiếc này nha. Thì cái chiếc ngàn mình gã rồi anh em ơi. Đó, nói chung này là cái cây trợ lực. Đó, mình mới sơn lại luôn. Đó, cho nó nhìn nó đẹp hơn. Đó, nói chung mình sẽ gắn lên trên tay. Gắn lên con xe này. Đó, cho nó đẹp. Nói chung là hầm hố hơn á. Xe độ mà. Như vậy nó mới chất. Đúng không anh em? Thì bạn nào mà coi clip mình á, nhớ nhấn đăng ký cho mình nha. Để mình có nhiều động lực để làm clip hay hơn nữa nha. Và đầu tư dữ hơn nữa. Ok, thì lần trước á mình đã độ cái đèn bolit. Đó. Thì trước đó nữa thì mình có độ thêm cái cầu nữa nè anh em. Hôm qua mình đi á, đi kiếm mấy anh xe độ á, mà mưa quá cái chạy nó dơ xe tùm lum mà. Bó tài luôn. Đó. Nói chung qua mình đi không thấy anh em ơi. Thì mình đi buổi tối á. Đó, cái mình bật cái đèn lên, bật bằng cái công tắc này nè. Hồi đó là mình gắn cái này là cái công tắc của cái đèn này, đèn led này. Đó, các bạn thấy không? Cái đèn này là mình gắn lâu lắm rồi. Nói chung là thấy nó hút khuất vậy thôi nhưng mà vẫn sáng anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái đèn bullet lại cho các bạn coi nè. Đó. Nè không? Nó có 3-4 chế độ vậy á. Chớp đó, 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 đó. Đó các bạn thấy không? Còn trên đây là cái còi, cái nút còi nè. Cái nút còi á thì nhiều bạn hỏi mình gắn sao cho đẹp. Thì mình khoét 4 cái lỗ nè anh em. Các bạn thấy không? Khoét 4 cái lỗ ở dưới đây nè. Mình xỏ dây rút qua cái mình rút lại. Thì nó sẽ đẹp hơn nha. Còn hơn là mình lấy dây rút rút ở trên. Nhìn nó kỳ lắm. Đó. Nói chung là pin này đi 12V. Đi bình vẫn được nha anh em. Đó. Giờ bóp bóp càng thử các bạn coi nè. Đó. Đó là vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ độ cái trợ lực này lên nè. Mình mới sơn màu đen. Đen xanh, xanh đen á. Đó thì trợ lực này gắn lâu lắm rồi. Đó, cái này mình lấy từ trong cái phuộc xe máy ra nha anh em. Trong cái phuộc xe máy giống giống ở đây nè. Cái này là phuộc hư, cái mình tháo ra đó. Tháo cái lò xo nó ra. Rồi xong mình gắn vô là ok. Ok các bạn ơi. Thì để làm cho clip nhanh hơn thì mình đã chuẩn bị hai cái bát. Cái bát này mình cắt từ trong cái hắn ra. Cái hắn mà bằng sắt các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Nói chung thì chuẩn bị cho nhanh. Bây giờ nói chung mình sẽ hàn chết lên xe luôn. Cho nó đẹp. Với lại kiểu như là nó bền hơn á. Hơn là mình rút đi rút hay gì đó. Nói chung là hàn lên cho nó cứng cáp nha anh em. Bây giờ mình sẽ hàn lên luôn nha. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ hàn lên luôn nha. Để mình để gần lại cho bạn thấy. Ghê dứt. Mình canh sẵn hết rồi. Giờ chỉ hàn lên thôi. Nếu mà có hàng cái điều kiện anh em. Ok ok các bạn ơi, mình đã hàn xong rồi nè. Đó. Thì trước tiên á, bạn nào thích clip mình nhớ cho mình một like đăng ký nha. Nhớ bấm đăng ký liền cho mình nha. Để mình có cơ hội sớm, nói chung là sớm có cái nút bạc nha anh em. Nói chung á là cái này mình hàn ơi, nóng quá vậy. Nó còn nóng anh em, mình mới hàn xong luôn á. Đó, nói chung giờ mình chỉ cần gắn cái này lên thôi, bắt ấp vô. Đó, mình đã canh hết rồi. Đó. Hình như hơi cao quá ta. Chết bài canh điểu rồi anh em ơi. Đó, trên có thể xoay qua xoay lại nè. Đó, để mình quay xa cho các bạn coi. Đó, bắt đầu nhìn nó nói chung nhiều đồ chơi lên rồi đó. Còn góc nhìn ở trên nè.
Đó các bạn ha, quẹo nè. Đó, ok, ổn áp luôn. Để bây giờ mình sẽ lấy ốc mình bắt vô. Bắt ốc vô trong mấy cái chỗ này nè. Đó các bạn thấy không? Cho nó cố định lại. Rồi giờ mình sẽ đem ra ngoài mình test cho bạn coi. Nó coi coi buông tay được không nha. Cái này đó mình buông tay hơi bị dữ nha. Ok. Ok các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đường mình chạy thử nè. Dứt. Công nhận gắn kè lực lên nó cầm cái tay lái nó nặng lên xíu liền. Ok. Giờ mình thử coi coi buông tay được không nha. Thường thường không có vẫn buông tay được. Ừ, nay nay có cũng không buông được luôn. Đó. Nói chung là cũng ổn áp hết. Ổn ổn anh em ơi. Nhìn bắt đầu nó kiểu như là nó đẹp đẹp lên xíu rồi đó. Các bạn thấy sao? Nhớ comment bên dưới giúp mình nha. Giờ mình sẽ vòng vô nhà đánh lại vô nhà. Mới hàng xong nó chưa có ấy đâu. Để mình mở cờ coi ai để ý không. Người ta bóp kèn luôn nội mẹ ơi. Thôi đi vô. Ok các bạn ơi, mình vừa gắn thêm cái tem đó nè. Đó, các bạn thấy ổn áp không? Đó, các bạn thấy mình gắn kè lực lên xe này thấy như thế nào? Nhớ comment bên dưới để cho mình biết nha. Các bạn thấy, theo mình thấy thì nhìn nó cũng ra gì rồi đó. Quên cái chóng bay ra nha, chết bà. Ok ok anh em ơi. Từ, lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật xíu. Đây à. Ở đằng sau này á, là mình gắn thêm cái cây này nè để mốt mình chế thêm một cái dè đằng sau á, cho nó lúc mà chạy mưa không có văng tới văng tiêu chúng người ta đằng sau á bạn. Đó lại nhìn cho xe nó hầm hố hơn nữa. Phải hầm hố hơn nữa đúng không anh em? Dứt. Ok, nếu các bạn thích video của mình nhớ cho mình một like và đăng ký nha. Nhớ chia sẻ mạnh tay giúp mình nha anh em. Đó, nói chung là nhìn cái xe nó cũng hầm hố lên xíu rồi nha anh em. Theo mình là vậy, còn anh em thấy xe mình như thế nào nhớ comment bên dưới để cho mình biết nha. Nói chung là mình góp ý mình để mình sửa đổi. Nói chung á, mà các bạn thấy mà nó không hợp lý á, các bạn có thể comment bên dưới để cho mình biết, để mình sửa lỗi lại nha anh em. Đó, để mình sửa lại cho nó đẹp, ngày càng đẹp hơn anh em. Đó, thì mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye anh em. Nhớ đăng ký kênh mình nha. Bye.